Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về máy nén khí. Đây là loại máy nén khí được lắp kết hợp với một động cơ điện để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là để bơm lốp xe, để dùng kết hợp với các loại máy tháo lắp ốc, hoặc là dùng để thổi sơn, hoặc là dùng để vệ sinh các chi tiết máy, vân vân. Đây là máy nén khí được lắp trên động cơ diesel, nó làm nhiệm vụ cung cấp khí nén cho hệ thống phanh, hệ thống trợ lực cắt ly hợp, hoặc là sử dụng cho còi hơi, sử dụng cho một số hệ thống khác của các loại xe như là xe tải thùng, tải ben, một số loại xe buýt, hoặc là các loại xe chuyên dùng ví dụ như xe lu, xe xúc lật, vân vân. Vậy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy nén khí này như thế nào? Cách sửa chữa khắc phục sự cố của các loại máy nén khí này ra sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhé. Đây là một cái máy nén khí do Trung Quốc sản xuất được lắp trên động cơ diesel và nó lắp cho một số xe tải. Cấu tạo của cái máy nén khí này gồm các bộ phận chính sau. Nhìn từ bên ngoài thì chúng ta thấy là gì? Phần từ đây xuống là cái phần thân của máy nén khí. Phần thân máy nén khí thì nó là cái bộ phận để ghép nối giữa máy nén khí này với động cơ diesel, bởi vì là cái máy nén khí này được lắp trên động cơ diesel. Thứ hai, nó cũng là bộ phận để ghép nối giữa động cơ diesel với một cái bơm trợ lực lái. Nó là một cái bơm thủy lực trợ lực lái nối vào đây. Và nó còn làm nhiệm vụ là chứa dầu bôi trơn, chứa trục của máy nén khí, chứa tay biên, chứa vỏ bi bạc. Và đây nó có một cái lỗ là lỗ dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn của động cơ diesel nó sẽ được bơm vào đây để bôi trơn, sau đó nó sẽ thoát ra và về lại động cơ qua cái đường này. Và phần thứ hai là phần trên này, từ đây thoát xuống đây. Phần này chính là cái xi lanh của máy nén khí. Cái xi lanh này thì được đúc bằng gang, và ở đây nó có đúc các cái gân này. Thì các bạn biết để làm gì không? Những cái gân này để tăng diện tích tiếp xúc với không khí, để làm tản nhiệt, để làm mát cho cái phần xi lanh của máy nén khí này. Bởi vì là khi mà máy nén khí hoạt động thì nó do ma sát nó sẽ sinh nhiệt và làm cho cái xi lanh rất là nóng, do đó nó cần phải tản nhiệt, cần làm mát. Và cái phần này nó được làm mát bằng không khí. Và phần trên này là phần nắp của máy nén khí. Phần nắp của máy nén khí thì là cái phần có chứa hai cái van một chiều. Một cái van nó sẽ đóng cái cửa hút không khí của máy nén khí, và một cái van còn lại nó đóng cái cửa xả, hay nói cách khác là nó đóng cái cửa mà khí nén đi ra, từ máy nén khí đi ra. Thì đây là cái đường hút này, và đây sẽ là đường khí nén đi ra. Ở đây nó còn thêm đường này, nó là đường nước làm mát đi vào. Cái phần nắp của máy nén khí này được làm mát bằng nước, nó lấy nước từ động cơ diesel bơm lên và nó làm mát, sau đó nó lại được nước làm mát sẽ quay trở lại động cơ diesel. Và đây là cái đường nước sẽ trở lại động cơ diesel. Và các bạn chú ý là cũng là cái máy nén khí được lắp trên động cơ diesel, nhưng mà không phải máy nén khí nào cũng sử dụng đường nước, có đường nước vào làm mát như này, mà có loại nó sẽ làm mát hoàn toàn bằng không khí, bằng gió, do đó nó không có thêm cái lỗ đường nước ra và đường nước vào này. Hai nữa là một số các loại máy nén khí được lắp và ghép với động cơ điện để sử dụng dân dụng hoặc công nghiệp, thì người ta sử dụng phương pháp làm mát hoàn toàn bằng gió, bằng không khí,
và sẽ không có những cái đường nước bơm vào làm mát như này. Và những cái loại máy nén khí đó nó cũng sẽ không có đường dầu bôi trơn được bơm từ bên ngoài vào, mà dầu bôi trơn sẽ được chứa trong khoang phần thân của máy nén khí, và đầu trục sẽ được có cái phớt để người ta chặn dầu nhớt để dầu nhớt nó không bị chảy ra, và nó sẽ bôi trơn bằng phương pháp vẩy té. Nghĩa là cái phần này tôi sẽ nói sau khi chúng ta tháo cái máy nén khí này ra để phân tích nguyên lý và cấu tạo của nó. Đây là phần nắp của máy nén khí đã được tháo ra. Phần nắp thì nó có hai phần. Các bạn thấy đây là nó sẽ có cái phần van một chiều này. Đây là cái van một chiều này, nó đóng cái cửa hút. Cửa hút là cái cửa này. Không khí được hút vào đây qua khoang này. Sau đó nó sẽ đi qua những cái lỗ này. Và nó sẽ đi vào trong khoang của xi lanh piston. Và cái van thứ hai, van một chiều thứ hai là cái van này. Van này thì nó lại có tác dụng là nó đóng cái cửa nén, hay là cái cửa khí nén được đi ra. Đây, và khí nén sẽ từ trong phần xi lanh của máy nén khí và nó đi ra ở cái lỗ này. Nó sẽ đẩy cái van một chiều này lên mở ra và nó đi ra ở đây, và nó thoát ra ở khoang này và ra lỗ này. Đó. Và cái phần nửa trên này và phần nửa dưới này của cái nắp máy nén khí này sẽ được lắp ghép với nhau. Hôm qua có một cái gioăng này. Đây là khoang nén của máy nén khí. Nó gồm có phần piston. Đây chúng ta nhìn thấy cái đỉnh piston này. Và cái phần xi lanh này cộng với cái phần nắp máy nén khí này tạo thành một khối kín. Khi mà piston đi lên nó sẽ nén không khí lại. Và khi mà piston đi xuống thì nó hút không khí vào. Khi nó đi lên nó lại nén không khí, và không khí nén lên áp suất cao nó sẽ mở cái van một chiều và nó đi ra. Cái van một chiều này nó làm nhiệm vụ là nó sẽ cho khí nén đi ra, nhưng mà nó lại không cho khí nén quay trở lại trong xi lanh. Còn cái van một chiều bên cửa hút thì nó làm nhiệm vụ là nó sẽ mở ra khi mà máy nén khí hút, để cho không khí đi vào trong phần buồng xi lanh của máy nén khí. Nhưng nó sẽ đóng lại để không cho khí nén đi ra theo cái cửa hút đó, mà bắt buộc nó phải đi ra theo cái đường ra của nó. Và chúng ta sẽ tháo phần xi lanh này ra, tháo tiếp để xem bên trong nó như thế nào. Đây là xi lanh của máy nén khí. Thì bên trong nó thì nó là một cái ống kim loại rất tròn và trơn, chỉ như vậy thôi. Và nó có thể tháo rời ra để có thể thay thế và sửa chữa dễ dàng. Và nó sẽ là cái phần dẫn hướng cho cái quả piston này. Đây là quả piston hay là quả nén. Quả piston thì được làm bằng nhôm. Và nó sẽ có cái lỗ ắc này để lắp liên kết với một cái tay biên. Và nó có các rãnh để lắp cái xác măng. Hai xác măng trên này sẽ có tác dụng là làm kín hơi hay là kín khí, để khi mà piston đi lên nó nén thì cái xác măng này có nhiệm vụ nó bao kín để không khí không bị lọt xuống dưới, và nó sẽ được nén lên với áp suất cao. Còn cái xác măng thứ ba và xác măng thứ tư này, nó sẽ làm nhiệm vụ là gạt dầu bôi trơn lên để bôi trơn thành xi lanh khi mà piston đi lên, và nó sẽ gạt sạch cái dầu bôi trơn khi nó đi xuống, để là dầu bôi trơn nó không bị lọt lên trên đỉnh piston và nó không bị lẫn vào trong cái phần khí nén, và là làm cho cái phần dầu bôi trơn sẽ bị hao. Mà đây là tay biên hay gọi là thanh chuyền. Cái phần này thì nó rất giống với động cơ đốt trong các bạn nhé. Rồi nó gặp phần piston này, thanh chuyền này hay là gọi tay biên này,
và phần trục này nữa. Phần trục này nó cũng có dạng trục khỉu, giống như là động cơ đốt trong. Đó, và tay biên này là một đầu nhỏ của tay biên sẽ được lắp ghép với của piston nhờ có một cái ắc gọi là ắc piston, mà nó đã được lắp lỏng với quả, hay là nói cách khác là nó được lắp lỏng với piston và lắp lỏng với cái đầu nhỏ của tay biên, và nó có thể xoay và hoạt động trơn tru ở trên đó. Và cái phần đầu to của tay biên thì được ghép với cổ khỉu của trục, và nó có bạc lót đây để chống mài mòn các bạn nhé. Và phần trục này thì nó sẽ hoạt động trên vỏ của máy nén khí nhờ một đầu là vòng bi, và đầu kia sẽ là bạc các bạn nhé. Đây là bạc, và dầu bôi trơn sẽ được bơm vào và nuôi cái bạc này, sau đó nó chảy vào trong khoang này và chảy ra phía ổ bi, nó bôi trơn ổ bi và nó hồi về. Còn đối với một số cái loại máy nén khí được lắp ghép với động cơ điện thì nó được bôi trơn bằng phương pháp vẩy té, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là dầu bôi trơn sẽ được chứa ở trong khoang của phần thân máy nén khí này, và khi mà máy nén khí hoạt động, cái tay biên này nó sẽ đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, và nó sẽ vớt dầu, nó hắt lên, và nó vẩy té, nó hắt lên đỉnh piston, hắt lên phần thành xi lanh này để bôi trơn, chứ nó không có cái bơm nào để bơm dầu nhớt lên bôi trơn cả. Các bạn nhớ như vậy. Hoạt động của máy nén khí thì nó rất đơn giản thôi, bởi vì là cái trục máy nén khí này nó là dạng trục khỉu. Cái cổ khỉu hay là cái cổ lắp tay biên này nó sẽ lệch tâm so với cái cổ trục chính. Do đó khi mà cái trục nó quay, nó sẽ có vị trí là cái cổ khỉu nó sẽ quay xuống dưới, và sẽ có vị trí là cổ khỉu quay lên trên. Và khi cổ khỉu nó quay xuống dưới thì thông qua liên kết của tay biên, nó sẽ kéo cho quả piston này đi xuống ở bên trong lòng xi lanh các bạn nhé. Các bạn tưởng tượng như thế. Và khi mà nó đi xuống thì là nó sẽ hút không khí từ bên cửa hút ở trên nắp của máy nén khí này, và nó đi vào bên trong cái khoang của nắp máy nén khí và đi qua các cái lỗ này. Sau đó cái van một chiều này được mở ra và nó đi sẽ đi qua khe hở van một chiều này vào bên trong buồng nén của máy nén khí. Và khi mà trục đi lên, cái cổ khỉu nó đi lên thì nó đẩy cho piston đi lên. Nó đẩy piston đi lên thì không khí sẽ được nén lại, do là cái van một chiều bên cửa hút này nó đóng kín. Không khí sẽ ép vào cái van một chiều này, nó làm cho van một chiều này ép sát vào cái mặt này, và là nó đóng kín những cái lỗ hút. Đồng thời nó sẽ đẩy qua cái lỗ khoan này, và nó đẩy cái van một chiều này bên cửa thoát này lên, và cái khí nén lên một áp suất cao đó nó sẽ được thoát ra theo khe hở đó và theo khoai cái khoang bên trong của cái nắp máy nén khí này, và đi ra theo cái đường ra máy nén khí đi đến bình chứa. Hoạt động rất đơn giản như vậy thôi. Vậy thì cái máy nén khí này nó có những hư hỏng như thế nào, cách khắc phục như thế nào? Đầu tiên của cái máy nén khí là cái vấn đề máy nén khí không nén được khí, hoặc là nén kém, làm cho máy nén khí chạy rất là lâu nhưng mà vẫn không đủ áp suất khí nén theo cần thiết.
Thì phần này chúng ta cần phải kiểm tra. Việc đầu tiên chúng ta cần kiểm tra là cái phần xi lanh và piston cộng với các cái xi măng này. Khi các xi măng này nó quá mòn làm cho không khí khi mà piston đi lên nó nén, không khí nó lọt qua khe hở giữa xi măng và thành xi lanh, nó lọt xuống bên dưới phần thân của máy nén khí, làm cho máy nén khí nó có sức nén kém đi. Cái thứ hai là có thể là do trong lòng xi lanh bị cào xước quá nhiều, làm cho khe hở nó bị lớn và không khí cũng được lọt qua và đi xuống phần dưới của máy nén khí và làm cho máy nén khí nén kém. Và cái việc rất quan trọng là các bạn khi mà gặp trường hợp như thế, các bạn cần kiểm tra hai cái van một chiều này nó có đóng kín hay không, hoặc là nó có bị gãy, bị hư hỏng không. Như cái này nó đang bị gãy một chút đầu này, và thứ hai là nó kênh lên, nó vênh kênh lên do là muội than hoặc là cái gì đó nó bị đè vào trong mặt ghép giữa cái phần nắp của máy nén khí và cái phần thân van một chiều này, làm cho van một chiều không đóng kín được, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là máy nén khí nén kém. Vấn đề thứ hai là máy nén khí hoạt động là hao dầu nhớt, hay còn gọi là máy nén khí ăn dầu, ăn dầu nhớt đó. Thì trường hợp này các bạn có thể là kiểm tra cái bình chứa khí nén này, nó có một cái lỗ, có cái đường xả nước ở đáy bình, các bạn xả ra và thấy trong bình khí nén đó nó sẽ có nước và có lẫn cả dầu nhớt ở trong đó. Và thứ hai là khi các bạn tháo cái máy nén khí ra, các bạn sẽ nhìn thấy là trên đỉnh piston này nó còn không được khô ráo và nó có rất nhiều nhớt đọng lại ở trên đỉnh piston, là do cái phần xếp măng, các cái xếp măng dầu này nó quá mòn, nó mất tác dụng, nó không gạt được hết dầu xuống, và các xếp măng hơi này nó cũng mòn, do đó là làm cho dầu nhớt bù trơn ở trong thành xi lanh này nó sẽ bị hút lên đỉnh piston này nhiều, do đó làm cho dầu nhớt ở trong máy nén khí bị hao, hay dầu nhớt ở trong động cơ sẽ bị hao. Và cũng có thể là xảy ra một số trường hợp là cái mặt ghép của cái phần nắp máy nén khí này nó bị hở do cái lớp răng nó kín đây, nó bị thổi rách do áp suất khi nén nó đẩy, nó thổi rách ra và nó hở ra đây, thì nó cũng không thể nào mà nén được không khí vào trong những bình chứa lên áp suất đủ cao đủ để hoạt động, và cả cái răng này nữa cũng có thể bị hư hỏng, bị thổi rách, bị hở ra và cũng gây ra hiện tượng như vậy. Hoặc là các vối đỡ ổ bi hoặc bạc đỡ của cái phần trục khỉu và phần tay biên này có thể nó bị hư hỏng, nó mòn, làm cho cái máy nén khí này khi hoạt động nó khua gõ kêu, và nếu như chúng ta không xử lý kịp thời thì có thể nó sẽ xảy ra nhiều cái sự cố khác, có thể làm hỏng máy nén khí. Do đó khi những trường hợp như thế thì các bạn cần phải tháo ra kiểm tra các vòng bi hỏng phải thay thế, bạc ổ đỡ nó bị mòn hỏng cũng cần phải thay thế để làm sao để cho máy khí có thể hoạt động tốt nhất.